vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì trước khi đến với phần dự thi của 4 thí sinh trong đêm chung kết xếp hạng, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại 4 người bạn thuộc nhóm Nỗ Lực và Cố Gắng. Trong cuộc thi này thì các bạn ấy cũng đã dành rất nhiều công sức và để lại ấn tượng thật tốt đẹp trong lòng khán giả. Món quà mà các bạn đem đến trong đêm nay đó là một khúc ca đầy lạc quan của nhạc sĩ Huy Tuấn, bài hát mang tên Một Ngày Mới. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay ạ. Đã gửi gắm vào trong ca khúc vừa rồi như là một món quà để tổng động viên tinh thần cho tất cả các bạn thí sinh có mặt trong vòng chung kết xếp hạng ngày hôm nay.